Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trại được làm dưới dạng đồng bào thôn 4 tham gia cái hội trại của xã An Trung, An Lão, tỉnh Bình Định. Chúng tôi sẽ, đây là một cái trại được làm rất khá là công phu. Và tôi sẽ review khá là kỹ từng đường nét cho các bạn sẽ thấy. Bà con làm rất là công phu. Từ cái bậc lên xuống bằng gỗ liền khối. Đây bà con thấy này. Mọi người nhìn đây, bà con làm rất là kỹ càng từng đường nét bằng các cái sợi. Tất cả các cái sản phẩm, các cái vật liệu làm lên ngôi nhà này đều từ các sản phẩm của nông nghiệp. Mây che đan, nứa che, mây từ trên rừng trên núi ở đồng bào khai thác về. Đây, tất cả các cái đường nét từ bên đầu hồi trái, bên đầu hồi phải, chúng ta thấy được làm từ các nguyên vật liệu rất là gần gũi với thiên nhiên. Một cái căn nhà sàn để tham gia cái hội trại như thế này, bà con đã phải bỏ công sức ra gần một tháng trời với một cái lực lượng là cả chục người cùng tham gia làm. Chúng ta thấy là rất là công phu, rất là kỹ. Thực chất cái trại này có thể làm một cái nhà để sinh sống. Chỉ có điều cái diện tích người ta làm ở đây để tham gia hội trại, cho nên cái không gian nó không được đủ rộng, nó chỉ tương đương với một gian nhà thôi. Đây là cái đầu hồi bên phải của ngôi nhà sàn thôn 4. Đây, các vị khách mời cũng như là bà con đang ngồi chơi, nói chuyện, trao đổi thông tin. Đây là phía dưới, bà con làm đúng như là nhà sàn, các cái cọc gỗ phía dưới làm rất là công phu. Đây là phía đằng sau của ngôi nhà sàn. Lại một lần nữa quay thật là chi tiết cho chúng ta thấy các cái đường nét đan bện buộc rất là kỹ. Nó có thể che nắng che mưa rất là bền và nó cũng có độ bền với thời gian rất là tốt.